Chào các bác nhá. Hôm nay sẽ giới thiệu các bác cái mô hình nhà làm chuồng sàn. Chuồng sàn nuôi vịt 100m2 hết có 42 triệu. 42 triệu làm được một cái chuồng sàn 120m2 nuôi vịt nhá. Rồi, các bác nghe cho mình. Ok, đây là ai chảy. Gia chủ là tận dụng các bác nhá. Tận dụng tối đa chi phí để mà làm cái chuồng để mà nuôi vịt. Rồi, ok. 150m. Chi phí hết 42 triệu. Lý do tại sao? Đây. Thứ nhất là về cái phần mái này các bác. Tiết kiệm chi phí. Mái là mái bờ lô. Rui mè là bằng tre. Ok. Ở bên cạnh thì là B40. B40 các bác nhá. Là vì con vịt con ngan nó không bay được thì chỉ cần B40 thôi. Còn ở phần sàn, phần sàn là như thế này. Lưới là bằng lưới xanh, lưới xanh. Còn phần xương đấy các bác. Trời ơi, hôm trước anh tham khảo cái mô hình ở Bắc Giang. Tức là cái dây cáp điện. Đấy, dây cáp điện. Dây cáp điện là đi xin. Hầu như đi xin các bác nhá, quan hệ tốt. Quan hệ tốt thì hầu như là xin được. Cái này là cái dây thông tin mà các bác. Đấy, dây thông tin. Độ dài khoảng tầm 10 cm một dây. Cực kỳ bền các bác nhá. Đây, mình đứng ở giữa các bác. Đây, cái chỗ này là bằng tuyếp 21 này. Tuyếp 21 nhá. Tuyếp 21 thì đứng cực kỳ chắc luôn này. Tuyếp 21 này. Đứng ở giữa đấy các bác xem nhá. Từ tuyếp 21 này sang tuyếp 21 này khoảng tầm 2m đấy. Tầm 1m 8 2m đấy. Mình đứng ở giữa nhá. Đây, ở giữa đây. Ở giữa hai cái tuyếp này. Đấy, giữa này. Đấy, nhún. Ok. Cực kỳ căng luôn các bác này, cực kỳ căng luôn nhá. 2m nhá, 2m giữa hai cái tuyếp này. Có thấy ok không? Đó, rất là căng luôn. Nhưng mà quan trọng là phải đi xin được cái dây cáp điện này các bác nhá. Cực kỳ chắc chắn luôn. Chi phí làm chuồng cực kỳ rẻ. Cái tre này thì đi xin được. Đi xin được các bác nhá, nó mua rất là rẻ thôi. Đấy, quan trọng là nó ở trong chuồng không mưa nắng thì rất là bền, kể cả cái lưới xanh các bác nhá. Rất là bền luôn. Còn chăn nuôi vịt ở cái khu vực Thái Bình này thì đây, nhìn nhá. Đây, đi giữa luôn này, đi ở giữa luôn. Rất là căng được các bác. Đấy, đây đây kíp này, kíp này. Đấy. Thì chắc luôn. Chăn nuôi thì vịt bơ nướng thôi. Ở khu vực Thái Bình này bơ nướng. Cực kỳ lợi nhuận luôn. Còn chủ trại thì chủ trại thì chuyên nghiệp lắm, trời ơi. Lứa vừa rồi bán lại bao nhiêu anh ơi? Hả? 27 củ bao nhiêu con anh? 1.027 triệu. Bao nhiêu ngày bán hết anh ơi? 37 ngày bơ nướng à? Xô là mấy cân anh? 223. Rồi, thế là một tháng là thu nhập tốt đấy nhỉ? Tính ra là hơn lương công nhân đúng không? Đấy, em bọn anh em này so công nhân thôi. Thế là lứa trước là phối trộn hay là ăn cám viên anh ơi? Phối trộn à? À được. Không hỏi công thức anh nhá. À, chia sẻ anh em công thức nhá. Ở đây thì anh em thì rất là trẻ khỏe và chỉ có hỏi tận dụng nguyên liệu tại địa phương, vừa phối trộn công thức, vừa ăn cám viên. Đấy, khi nào mà rảnh rỗi thì phối trộn công thức, mà khi nào không thì đi uống rượu thì thôi cứ chở cám viên. Như hôm nay anh em đến thì ăn cám viên. 26.000 một cân. Hả? 26 giá hòa. Ừ. Giá hòa 26.000 cân á? Vừa nãy anh bảo 60.000 con 2 cân 3. Cái giá hòa là 26. 26.000 đấy là tổng cả giống cả tháng và suốt. Nhất trí, nhất trí. Đang tính chia sẻ các bác cái chuồng trại này. Các bác mà tận dụng để làm một chuồng trại tốt thì chiếu ngay thôi. Đơn giản thôi. Thế là anh học hỏi ở đâu mà xây cái chuồng như này anh? Cứ xem anh em trên mạng ấy thôi. Tiết kiệm ấy nhỉ? Chứng tỏ đại ca là quan hệ tốt đấy nhỉ? Làm sao mà xin được cái này xin được khó đấy, không đùa đâu. Mua rẻ chứ không xin được sao? Gọi là quan hệ tốt. Cái này là mua được ai bán đâu anh? Đấy, thì cứ xem luôn. Anh tình hình nào cho em đôi tấn dây đấy nhé. Đôi tấn dây nhé.
Thế là từ khi hoàn thiện cái chuồng này, xây được cái chuồng này thì nuôi được mấy lứa vịt rồi anh? Cái này là thứ 2, thứ 3. Thứ 2 hồi chuồng chưa anh? Chuồng nói chung là nó cứ được cái nọ thì đập cái kia vào máy móc hết. À máy móc à? Nhưng mà cái chuồng là tính ra là hồi chi phí rồi đúng không? 40 triệu hai lứa nhỉ? Ngon thì hai lứa. À, nhưng mà cảm thấy đam mê chưa anh? Đam mê chăn vịt chưa? Chưa biết rồi. Chưa? Không cái gì với tôi là đam mê. À đam mê à? Ui, nhưng mà kiếm được đam mê chứ nhỉ? Cứ kiếm được thì làm, mà không kiếm được lại dừng thì không lại làm. Ôi, mua rẻ, dây mua rẻ. Rồi, thế mỗi xì rồi, mỗi xì là không mua được rẻ đâu. Cái cáp điện này là chi phí rất rẻ này. Này rồi, bờ lô thì xin được, tre thì mua giá rẻ. Có khả năng 37.000 một cây. Ở đây hết 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 25, 50 cây. 50 cây. 5, 4, 20, 2 triệu tiền tre. 2 triệu 2. Rồi, bờ lô xin được, cáp thì xin được. Thế 40 triệu là tính cả tiền bia bọt nhậu nhẹt chứ đúng không? Có rồi. Anh ở 200 mét, anh hết 150 mét. 150 mét. Hết có bao nhiêu? 42 triệu. Chưa cái máy của em 120 mét nó đi mất gần 40 triệu. Điều kiện nó có. Nó riêng với tiền sắt rồi. Chán. Ông lúc đấy em cũng tính là làm này, xong là em đam mê nữa rồi đấy, xong là em giải cái bạt trắng bật ngoài trời ấy. Anh hơi nóng. Nóng không không sao vậy, chơi được. Để đảm bảo 10 ngày nữa cho lên đường. Phun à? Phun máy à? Đâu, 10 ngày nữa cho lên đường lưới rồi không? À, dưới này có biểu bắt được chơi được thôi. Được đấy ạ, được. Nhưng mà không có đổ trộn, hơi tiếc nhỉ? Anh này mất 15 ngày đến 30 ngày mất mẹ 15 triệu rồi. Bây giờ cám anh mua bao tiền bao? Cám giờ là 270. 270 thôi á? 272 ABC, cám ABC. Cám ABC, cám 1 thì tốt hết. Cám 2 thì em không rõ. Nhưng mà 270 là rẻ chứ bây giờ. 272 đạn 18 này. Đạn 18 cơ à? Ôi giời. Đây cám 1 hay cám 2? Cám 2. Chịu, thế thì chịu. Đạn 18 mà 272 là quá rẻ. Bây giờ rẻ rẻ loại đều đều là cũng phải tầm 290 rồi. Cám ABC này nuôi 100% cái này không ổn. Đúng rồi, không ổn thật, thực sự là không ổn. Bây giờ 30 ngày mà chưa được 2 cân. Biết là mùa nóng thì nóng thật, nhưng mà thời điểm này làm gì mà đã nóng lắm anh nhỉ? Vừa rồi ấy, bây giờ nó mới nóng ấy chứ. Cũng to ấy nhưng mà lại không có thịt. Đít nó hóp mà, đít nó hóp. Đó. Thế này phải tầm 40 ngày. Bây giờ ngày nó ăn cũng phải 8 bao ấy. 1.800 bao. Thế nó đỉnh đấy. Không phải ít đâu. 8 bao ăn nhiều. Ui thế này tầm này mỗi ngày mất 1 triệu là phải thôi. 270 tính ra là 11.000 một bao ạ, 11.000 một cân nhỉ? 11.200. Thế là do với cắm kia mình trộn có 7.000. 7.200 đi. Tính 7.200 đi, thế là mất 4.000 một cân cám. 4.000 cân cám. Và 8 bao 8 216. Nói chung là 2 tạ. 2 tạ mất triệu. Mất 800. Ngày mất 800, bảo mất 800. Mà đồ thì sẵn đúng không? Ok. Đúng là đây, đợt trước em bảo anh là đúng là đi lên phải thế nào ok thì hãng nhân viên mô. Chứ bây giờ nhảy vào thử phát hơi căng nhỉ. Tại vì mình phải tìm long mạch từ trước mới chơi được chứ. Đúng rồi. Phải thành, nói chung phải hiệu quả thì mới dám nhân chứ đúng không? Cái đấy thì anh đồng nghiệp anh phải chạy cái giảm tốc vào. Điểm hết là anh là tư tưởng. Đầu tiên là ra ngoài.
tiêu hao nhiều hơn đúng không? À thì chấp nhận anh, bây giờ cắm công việc ăn thôi cũng tiêu hao nhiều hơn mà, nhiều hơn đấy, có cân.